Trong hội thảo về vận hành đầu tư mạo hiểm tại chương trình Demo Asian 2013 vào cuối tuần trước, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Thân Trọng Phúc, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư DFJ Vinacapital, về những điều mà doanh nghiệp nên gánh khi muốn đầu tư, khởi nghiệp hay hoạt động kinh doanh tại Việt Nam nhằm gia tăng xác suất thành công cho doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế lên xuống không ổn định như hiện tại. Xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc trò chuyện này. Ông đã từng chia sẻ về 10 sai lầm của các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp trẻ khi mà muốn khởi nghiệp. Thì trong đó, theo ông thì đâu là ba cái sai lầm lớn nhất mà thường xuyên nhất các doanh nghiệp Việt Nam hay mắc phải và nên tránh ạ? Cái thứ nhất là tập trung vào quá nhiều lĩnh vực, là muốn mình cái gì cũng làm hết. Thay vì như vậy thì mình nên lựa chọn một cái lĩnh vực mà mình hiểu về lĩnh vực đó nhất và mình có khả năng thành công nhất. Mình vào lĩnh vực đó, xong mình thành công trong lĩnh vực đó, mình tạo cái thế đứng cho mình trong lĩnh vực đó, rồi sau này lúc đó mình muốn đi sang các lĩnh vực khác thì cái đó là cái chiến lược phù hợp nhất đó. Mà lúc đi sang các lĩnh vực khác thì đừng đi sang quá khác biệt, nhưng mà lĩnh vực lân cận nó liên quan đến lĩnh vực của mình. Cái thứ nhì thì ở Việt Nam tôi thấy là các doanh nghiệp hay nhìn ý tưởng người khác xong rồi bắt chước và làm y như vậy, thì chúng ta tiếc là đi sau họ. Và thứ nhì là chúng ta cạnh tranh với họ dựa trên giá cả và dịch vụ. Mà dịch vụ và giá cả tăng, giảm giá cả thì là lợi nhuận ít, mà tăng dịch vụ thì là chi phí cao. Và cuối cùng là họ đã đi trước, mà nếu họ mạnh hơn chúng ta thì chúng ta chết trước họ, còn nếu không thì cả hai đều nhảy xuống sông và chết đuối luôn đó. Cái thứ ba là họ tập trung vào một cái thị trường mà quá nhỏ. Và dĩ nhiên là đối với một người khởi nghiệp, nếu mà họ cái mơ ước của họ là chỉ có một doanh nghiệp có thể nuôi sống họ và làm họ hạnh phúc, làm họ vui trong suốt cuộc đời họ, thì cái đó là không có gì trách cả. Nhưng mà đối với các quỹ đầu tư thì chúng tôi muốn đầu tư vào một doanh nghiệp, các doanh nghiệp mà có khả năng đi từ nhỏ mà mở rộng, bởi vì quỹ đầu tư là sinh lợi từ đó đúng không? Đó thì nên chúng ta không nên tập trung vào một cái thị trường mà quá nhỏ thì không đủ hấp dẫn để thu hút các quỹ đầu tư. Như vậy thì đối với những cái doanh nghiệp mà họ vướng phải những cái điều mà đáng ra là phải nên tránh như vậy, thì là nguyên do theo ông là nó xuất phát từ phía chủ quan họ hay là xuất phát từ ảnh hưởng của thị trường kinh doanh tại Việt Nam, môi trường kinh doanh tại Việt Nam ạ? Theo tôi nghĩ cái xuất phát này là từ, nếu mà tôi nghĩ một cách khách quan á, nó căn bản từ nền giáo dục và cái văn hóa đó. Từ nhỏ đến lớn chúng ta được giáo dục là gì? Là học thuộc lòng, đúng không? Chúng ta không được giáo dục là suy nghĩ cái gì mới và tạo ra những cái ý tưởng mới, hoặc là nhìn vào một cái vấn đề và tìm ra một cái giải pháp mới để mà xử lý vấn đề đó. Thường thì mọi người rất là khuyến khích doanh nghiệp là phải tập trung và đầu tư vào cái vấn đề làm marketing, nhưng mà có một số doanh nghiệp trên hiện nay là họ đi sai lệch một cái hướng là quá tập trung vào marketing mà quên đi cái nền tảng là cái dịch vụ. Thì theo ông là có phải là do họ nghĩ rằng chỉ cần là quảng bá, chỉ cần là mở rộng và thu hút được mọi người là đã thành công rồi? Đối với tôi thì cái suy nghĩ của tôi là như thế này nè. Thứ nhất, mình phải có sản phẩm hấp dẫn, đúng không? Phải có sản phẩm mà thực sự có nhiều khách hàng và có nhiều người muốn sử dụng sản phẩm của mình đó. Cái thứ nhì là làm thế nào một doanh nghiệp lúc mà có sản phẩm đó rồi quảng bá cái ưu điểm và những cái hấp dẫn của sản phẩm mình đến càng nhiều người càng tốt. Đó là cái bài toán tiếp thị đó. Tiếp thị là một cái công cụ để chúng ta đưa cái thông điệp về sản phẩm, đưa hình ảnh, đưa những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm và sản phẩm của mình đến với cái số lượng người tiêu dùng càng nhiều càng tốt, đúng không? Đó. Nếu chúng ta không tập trung về cái đó thì dù sản phẩm của chúng ta dù nó có tốt cũng ai biết đến.